Không lâu sau khi ra biển trắng cho chiếc Pagani Huayra độc nhất Việt Nam, đại gia Minh Nhựa đã quyết định bán chiếc Lamborghini Aventador SV. Đây cũng là hành động nhằm dọn chỗ cho siêu SUV Urus chuẩn bị được đại gia này tậu về. Theo dân chơi này chia sẻ, sau Urus sẽ còn có thêm Mercedes-Benz G63 AMG 2018 với đội của mình. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có hai chiếc Lamborghini Urus và hai chiếc Mercedes-Benz G63 AMG 2018 được đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai chiếc G63 AMG đều đã về tay các đại gia Đà Nẵng, trong khi hai chiếc Urus vẫn đang được làm thủ tục đăng kiểm. Chiếc Lamborghini Aventador SV của đại gia Minh Nhựa được đưa về Việt Nam hồi tháng 7 năm 2016. Xe được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm Geneva 2015 với nâng cấp sức mạnh lên tới 750 mã lực, tăng thêm 50 mã lực so với Aventador tiêu chuẩn. Mô men xoắn cực đại ở mức 690 Nm, từ động cơ V12 6.5 lít, Khối động cơ này giúp Aventador SV có thể tăng tốc từ 0 đến 100 chỉ mất 2,8 giây, giảm 0,1 giây so với Aventador tiêu chuẩn. Tuy nhiên, Aventador SV vẫn chỉ có tốc độ tối đa là 350 km/h. Hiệu quả khí động lực học của Aventador SV được cải thiện 150%, trong khi áp lực xuống mặt đường được cải thiện 170% so với bản tiêu chuẩn. Trọng lượng xe giảm khoảng 50 kg, chỉ còn ở mức 1 năm kg nhờ việc sử dụng chất liệu carbon siêu nhẹ Thiết kế của Aventador SV cũng có nhiều khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn như cánh gió cố định lớn phía sau xe, bộ la răng có đường kính 20 inch ở bánh trước, 21 inch ở bánh sau. Xe sử dụng bộ lốp Pirelli P0 Corsa cùng với hệ thống phanh carbon ceramic tiêu chuẩn. Cản trước của xe được thiết kế lại, đậm chất khí động học. Cản sau là những cánh chia gió cỡ lớn làm tăng độ hầm mố cho xe. Hệ thống ống xả là 4 ống cổ tròn, cắt vát, đặt liền nhau tại vị trí chính giữa cản sau. Logo SV được gắn nổi bật phía trên vòng bánh sau, tương tự đàn em Mercedes SV. Bên trong nội thất Lamborghini Aventador SV nổi bật với chất liệu da cao cấp như da Alcantara, carbon siêu nhẹ. Ghế ngồi được bọc da màu đen và trang trí bằng các sọc màu xanh dương đậm trùng màu ngoại thất. Logo SV màu xanh dương đậm được thêu tinh tế trên ghế ngồi thể thao. Cũng giống như chiếc Lamborghini khác, các nút bấm trên Aventador SV được lấy cảm hứng từ những chiếc máy bay chiến đấu một màn hình cảm ứng đặt chính giữa trung tâm bảng điều khiển tương tự như trên bản tiêu chuẩn do động cơ xe đặt phía sau nên cốc chứa đồ nhỏ được di chuyển lên phía trước dưới nắp capo xe